Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn ba bức hoành phi. Và ba bức hoành phi này thì có hai bức hoành phi dài 1m97 chúng tôi làm bằng chất liệu ú vụ trên mình các bạn đang xem đây, và một bức hoành phi dài 1m55 chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ hương đỏ, gỗ hương nhập khẩu từ Nam Phi. Còn mà bộ chất liệu gỗ vụ này chúng tôi làm từ chất liệu gỗ vụ Lào. Và qua đây thì chúng tôi cũng chia sẻ thêm tới quý vị một câu chuyện nữa về các cái khách hàng khi hỏi mua các cái sản phẩm giá rẻ của bên cơ sở đồ gỗ Hiền Lành. Chúng tôi xin thông báo với tất cả quý khách hàng cũng như gửi đến luôn tài khoản đó là Quách Đắc Chính trên YouTube. Hôm qua anh có bình luận báo giá rẻ và anh đã nghe giá thì anh đã giật mình. Chúng tôi làm đơn vị sản xuất trực tiếp không qua trung gian, chúng tôi có các mặt hàng giá rẻ cũng như các mặt hàng chất lượng. Thì quý khách có mức tiền như nào thì quý khách sẽ mua các cái sản phẩm như vậy. Chúng tôi có rất nhiều giá khác nhau. Và để làm mà không nghĩ về cái tâm thì chúng tôi sẽ làm cho anh Quách Đắc Chính 100% bằng chất liệu gỗ vụ giác, giá chỉ vài triệu đồng một bộ sản phẩm. Thì anh sẽ về anh cúng tổ tiên gia đình thì anh sẽ nghĩ đến cái tâm như thế nào khi mua các cái bộ sản phẩm với giá chỉ vài triệu mà lại muốn được là ưng ý, thì rất là khó cho các cái những người làm về gỗ như chúng tôi. Tôi xin nhắc luôn, đó là tên tài khoản Quách Đắc Chính để anh có thể tiện theo dõi. Và chúng tôi cũng biết là anh cũng hay rất xem rất nhiều các cái sản phẩm bên cơ sở chúng tôi. Và hôm rồi anh có bình luận thì tôi cũng gửi riêng video này tới gia đình anh để cho anh tham khảo. Chúng tôi nếu không nghĩ về cái tâm của nghề, chúng tôi sẽ làm cho anh toàn bộ chất liệu gỗ vụ giác để anh có thể thờ cúng gia tiên cho nó đảm bảo. Trong một vài năm, từ 1 tới 2 năm nó sẽ hỏng các cái sản phẩm của anh. Thì lúc đó anh không thắc mắc được nữa, anh chỉ thích giá rẻ thôi. Chúng tôi sẽ làm cho anh bộ giá rất rẻ, chỉ vài triệu, không đến 5 triệu một bộ sản phẩm như này, nếu như chúng tôi không nghĩ về cái tâm của nghề. Trên mình các bạn đang xem đây là bức hoành phi làm từ 100% chất liệu gỗ vụ Lào. Chúng tôi làm hàng chất lượng thì là khuôn tranh dày 7 phân, ván dày 3 phân, kích thước dài 1m97, chạm 3 chữ Đức Lưu Quang, bên trong chúng tôi chạy chữ công. Ba chữ Đức Lưu Quang có phụ đề tiếng Việt. Và mẫu sản phẩm này chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều. Hôm nay chúng tôi quay cùng một lúc đó là ba bức hoành phi để cho quý vị tham khảo thêm về các cái mẫu mã sản phẩm. Bức hoành phi gỗ hương đỏ này chúng tôi làm dài 1m55, rộng 67, bên trong có lồng một chiếc cuốn thư. Chúng tôi làm đơn vị sản xuất trực tiếp không qua trung gian. Và chúng tôi cũng khẳng định luôn, tất cả các bức hoành phi rất nhiều mẫu mã đa dạng và có rất nhiều giá. Và tôi cũng giải thích luôn là tại sao có nhiều giá như vậy, thì là vì mỗi một khách hàng lại đến từ một vùng quê khác nhau, kích thước vận chuyển cũng khác nhau và độ dày. Và bên cạnh yếu tố đó nữa là một yếu tố là chất liệu gỗ. Khi chúng tôi nhập được gỗ giá rẻ thì chúng tôi sẽ làm cái hàng theo với cái giá nhập gỗ của chúng tôi. Vì thế mà trên toàn bộ kênh YouTube chúng tôi không báo giá. Quý khách muốn mua bộ sản phẩm nào, quý khách hãy liên hệ trực tiếp về Zalo 0986 883349 hoặc 0985 226684, thì chúng tôi sẽ báo giá cụ thể sản phẩm và tùy theo từng thời điểm. Có quý khách hàng thì thích thép vàng Đài Loan, và có quý khách thì lại thích thép bằng vàng ta, vàng mình hay còn gọi là vàng 24K, vàng 4.9, thì giá thành nó rất là cao. Tùy theo từng thời điểm vàng có thể lên xuống, thì như quý khách biết rồi, thị trường vàng thay đổi liên tục, chúng tôi phải cập nhật các cái bảng giá để cho quý khách được dùng các cái sản phẩm chất lượng nhất. Và tôi xin nhắc lại là quý khách có thể xem mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách. Và nếu như chúng tôi không nghĩ về tâm nghề thì chúng tôi sẽ làm toàn bộ các cái sản phẩm này bằng chất liệu gỗ giác, thì quý khách sẽ được hưởng một cái sản phẩm giá rất rẻ, chỉ vài triệu thôi, để quý khách thích giá rẻ. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để có thể
xem được các video mới nhất về sản phẩm đồ gỗ cũng như kinh nghiệm về chơi đồ gỗ. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.